Bữa nay bắt được tội phạm bom hòm này anh em ơi. Mở khẩu trang ra đi em. Lột ra luôn. Con năm nay nhiêu tuổi này? 21 tuổi à? Mà tại sao con hồi ngày xưa đi bán chữ số đúng không? Dạ có mà con nghĩ. Con mời chú Sáu mua hoài phải không? Rồi bây giờ chú Sáu hỏi con, tại sao mà con biết cái tình tiết mà con nói bài bản với chú Sáu sợ đó? Tại cái người em. Ai lừa nói đi. Thằng đó bọn em điện bình mà. Thằng là thằng đó tên gì? Đương. Anh Tương nha. Đương. Rồi bây giờ con nhắc lại con điện cho chú Sáu là làm sao con nhắc từ khúc cho chú Sáu nhớ lại đây. Mới ban đầu là điện ngày sau điện phải phải số máy của chú Sáu này không ừ. Phải từ mấy kêu xe chạy hòn mà vô 35 chạy vô nữa có gì đó chỗ này từ chú Sáu hỏi con là mấy giờ điện bữa 16 là 7 giờ tối điện đúng không? Rồi chú Sáu hỏi con là chừng nào chôn. Rồi con nói không biết nữa, rồi con nghĩ khoảng 15 phút sau con điện lên cho chú Sáu không? Là con nói tới bữa 21 chôn đúng không? Bài bản dữ dằn đi. Thằng đó nó xúi mày nói câu nào là mày nói câu đó. Rồi mày biết cái này là chuyện này lớn bao lắm không mà tại sao mày gạt tao vậy? Bây giờ mày dẫn vô tới nhà thằng đó đi. Mày chắc ăn không? Chắc ăn thằng kia lừa không? Tại sao mày cũng bự mà mày nghe người ta mà nói cái gì mày cũng nghe hết trơn là sao? Mà chuyện hờn gương chứ đâu phải chuyện giỡn đâu mà mày điện cho tao mày làm như vậy hả? Rồi mày có nghĩ là anh em của tụi tao chở cái hòm lụi vô cái nhà đó rồi người ta đúng rồi đây là thủ phạm biết mà tại sao mày làm như vậy mà có người xúi giục nữa nha hả? Mày bây giờ là một thằng suối mày hay là mày nhiều thằng? Rồi cái lý do gì mà nó suối? Tiền bo là người ta bo cho mấy mày, mày lấy hết. Tại sao đi chung mà không chia ra mà mày lấy hết? Mày muốn làm cha tao nữa này. Mày biết là anh em của tụi tao đi chôn đám tới tiếng ba dòng cát cho nó là nghe vậy rồi bỏ bốn thằng chạy về để đi giao đồ cho mày không? Rồi mà giao đồ cho mày mà mày lừa người ta rồi mày tắt nguồn điện thoại luôn. Rồi mày có nghĩ là anh em tụi tao lụi vô cái nhà đó rồi người ta ghét anh em tụi tao không? Em nghe anh ơi. Em nghe. Ok được rồi. Bây giờ mày nói thiệt tình đi, một thằng vụ mày nói hay là nhiều thằng? Mà chính xác ngay thằng đó ở 35 không?
Cỡ thằng đó đó. Ngày hôm qua ấy, bắt mày được mà tao ông nhận cắt cổ mày đó. Cảm ơn nó thiệt à. Hôm qua nó hộ mày không về đó. Chắc nha, từ đó đến giờ bữa ăn cho chồng bắt cái thằng kia ra đây. Kêu mày qua đây. Thế là thằng này không tầm đường mà thằng kia cũng không tầm đường luôn. Rồi sao mày nói chuyện với tao bài bản dữ vậy? Rồi đi xuống đặt dàn nhạc rồi lừa dàn nhạc người ta nữa nè. Thằng này xuống đặt dàn nhạc rồi lừa em nữa nè. Thằng Nguyễn nữa. Lừa nữa thằng Nguyễn. Bây giờ mày kiếm cái thằng kia ra cho anh. Cái chuyện này anh không có bỏ qua cho em đâu. Nếu mà anh như người khác anh quánh mày nãy giờ đó. Nè, cái chuyện này nó lớn lên, nó hơi lớn đó. Mày cứ biết mày chở cái hòm đi lại tới chỗ đó mà ghé lại nhà đó mà không có người chết, người ta chém anh em của tụi anh thì sao? Hả? Mày có nghĩ cái hậu quả cho tụi tao không? Mày nói bài bản luôn. Còn người suối nữa Nguyễn ơi. Mày nói tao là người nhà mày chết ở Sài Gòn. Trở về là tối hôm nay 7 giờ liệm. Là bữa nay là ngày 16 tây. Rồi tao hỏi mày chừng nào chôn. Mày nói không biết nữa. Mày tắt máy khoảng 15 phút sau. Mày điện lại. Anh Sáu ơi, khoảng 21 mới chôn. Đó, em mua cái hàng 40 triệu, chọn gói bao nhiêu anh? Chứ chưa? Mày làm bài lãng đưa lớn lắm. Rồi mày kêu tụi tao chở cái hộp nó xuống nhà. Cuối đường có cái nhà tường, có cái hàng rào. Rồi đi vô chỗ có thật sự vậy, tao lụi lại người ta chém tao ra rồi tao chết giùm mày hay gì? Hả? Rồi bây giờ công cán tiền của anh em bao nhiêu? Hả? Dầu mỡ, xăng dầu, xăng xe, đồ dầu mỡ, với xuồng đi. Tiền chi phí bao nhiêu mày biết không? Em tên gì? Kiệt à? Nó tên Kiệt không đây? Rồi bây giờ cái chuyện này anh không có bỏ qua cho mày. Mày đi kéo thằng trong 35 tên Đương á anh Lâm ơi. Anh Long biết thằng Đương không Long? Tao cho mày 10 ngày nữa. Mày sẽ chở thằng nữa ra cho tao. Còn không có em mày liệu hồn nè. Lính tao đứng giống hết chân nè. Ha. Đây nè. Hà quá. Trong vòng 10 ngày nữa đó. Công hậu đây ạ. Công hậu. Ngủ không? Tìm có điên. Tìm có điên à? Ê ông chủ. Cái này á là ngày hôm qua tao đang trực tiếp á, là mày đăng lên cái Facebook của mày á, là mày đi trong rồi nhà nhạc nhớ mãi thôi chứ không phải anh nhớ cũng không ảnh hưởng gì chân đây á. Tại tao tầm ra mày coi gốc gác mày ở đâu thôi, mày lính của ông nhớ mãi chứ không phải là ông nhớ mãi ông làm bậy đâu nha. Mày làm bậy mà mày dám điện cho tao mày yêu cầu tao xóa clip nữa chứ. Mày gan trời vậy gì? Nhiều người coi à? Trong mấy à? Trong giống lòng à? Sao vậy anh? Gì ơi? Ai chết mà khóc vậy? Chưa có chết anh ơi. Nó lừa gặn ta anh ơi.
tính anh nóng quá. Không có nói đó. Hàng đường á, là hàng đường Quốc Khánh phải không? Phải không? Con Long biết hàng đường đó. Đúng rồi anh Long ơi, đường Quốc Khánh á. Còn nói với nó, nếu mà nó chốt nữa, là anh em chúng ta luôn tới nhà đó. Không lẽ nó không về nhà luôn, mày phải tầm ra cho nó. Nó bị ta suối anh, bị người ta suối chứ mà chị Thảo rồi. Mày nói là tao nghe góp bài bản ngươi gớm lắm. Mày nói y chang như một người 50-60 tuổi.